Hey, mình xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 4 2021 nha bà con. Thì hôm nay bò trong về rất nhiều bò nha. Có rất là nhiều loại bò, bò nái cũng có, rồi bò ngé cái cũng có, rồi có mấy con bò được lợn cũng rất đẹp nha bà con. Thì bây giờ mình không làm giờ dòng tốt như vậy nữa. Mình mời bà con xem bò nha. Đây em về đôi bò rất đông rồi quý anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xe bò cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Đây bự nhỏ đều có đây cô chú anh chị, rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xài mẹ ăn con cứ liên hệ giùm em nha. Bò đã chữa 4 tháng cô chú anh chị, chữa 4 tháng rồi. Cô anh chị nào mà có nhu cầu xài cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Bò này em bán những bán lẻ được nha chú anh chị. Này rất là đẹp nha chú anh chị, rất là đẹp. Đây cô chú anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo giùm em. Đây bò được lỡ em vẫn có luôn nha chú anh chị. Đây đủ khổ được khe luôn. Em về rất là đông nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo giùm em nha. Rất là đẹp bò. Rất là đẹp nha chú anh chị. Em đang xài dây lại hết nè. Nói chung bò của em là về toàn bộ là bò của anh ta, là về nhà của em là bò dây mới hết. Cô chú anh chị thấy là bò em về toàn bộ dây mới hết. Tại vì cho nó đẹp bò của mình, nó giống như chủ mới về tay mình phải cho nó đẹp. Đó, về cô chú anh chị mà có nhu cầu thì mình cũng thay dây hay để dây của em xài vẫn được. Em xài lấy mới hết rồi. Rất là đông nha chú anh chị. Này. Rất là đông bò nha. Đây em trực tiếp về được mẹ con chú anh chị. Mẹ rất là nghe rất là độ của chú anh chị. Đây mẹ đây. Đó cô chú anh chị nào có nhu cầu xài mẹ con có liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Con bò này em bán tấp nha. Em không bán mẹ con thì nó nặng tiền quá cô chú mua không được. Đó đây mẹ con nha. Bò này rất là tốt nha chú anh chị. Đây. Đây là bò dạng đực của em nha. Đây bò đực đây. Đó, rất là đông nha chú anh chị. Chị nào mà có nhu cầu mà xài bò cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Em bắt số lượng rất là đông nha. Em giao từ miền Tây ra tới miền Bắc ngoại luôn nha cô anh chị. Nói chung xe chỗ nào em cũng tới nha. Đó cô chú anh chị mà có thiện chí ghé chạy em thì em làm cũng có nhu cầu em giao bò cô chú anh chị nha. Đây rất là đông nha chú anh chị. Rồi, lực rất là khủng nha. Ba mắt được con ngực rất là to nha chú anh chị. Đây con ngực em đậu đây, rất là đông nha. Chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em. Đây là dàn bò cái nha cô anh chị, dàn bò cái. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo giùm em nha. Em về lượng bò rất là đông nha cô anh chị. Em về hai top lần là... nên quay hai clip. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo giùm em. Đây em về đôi bò rất đông nha cô anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài bò cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Đây bự nhỏ đều có đây cô chú anh chị, rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xài mẹ ăn con cứ liên hệ giùm em nha. Bò đã chữa 4 tháng cô chú anh chị, chữa 4 tháng rồi. Cô anh chị nào mà có nhu cầu xài cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Bò này em bán những bán lẻ được nha chú anh chị. Này rất là đẹp nha chú anh chị, rất là đẹp. Đây cô chú anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo giùm em. Đây bò được lỡ em vẫn có luôn nha chú anh chị. Đây đủ khổ được khe luôn. Em về rất là đông nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo giùm em nha. Rất là đẹp bò. Rất là đẹp nha chú anh chị. Em đang xài dây lại hết nè. Nói chung bò của em là về toàn bộ là bò của anh ta, là về nhà của em là bò dây mới hết. Cô chú anh chị thấy là bò em về toàn bộ dây mới hết. Tại vì cho nó đẹp bò của mình, nó giống như chủ mới về tay mình phải cho nó đẹp. Đó, về cô chú anh chị mà có nhu cầu thì mình cũng thay dây hay để dây của em xài vẫn được. Em xài lấy mới hết rồi. Rất là đông nha chú anh chị. Này. Rất là đông bò nha. Đây em tiếp tục lô bò mới về rồi cô anh chị. Cô anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mà cái chữa tơ á, à, liên hệ giùm em, tí em về được 4 cái chữa nha anh chị. Từ nhỏ tới lớn nha. Tầm 3 mấy triệu một con nha anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mà kem F2 nè, kem tơ nha cô anh chị. Đây bò rất là đẹp nha chú anh chị. Này rất là to nha. Bò này cao như 1m3 giật về anh chị, 1m3 giật về nha. Nhìn cạnh đuôi hết thác luôn chú anh chị. Đây bành chi luôn nè. Rất là đẹp nha chú anh chị. Bò này chữa tầm khoảng 4 tháng nha chú anh chị. Bò này em khám rồi hết trơn chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà có xài bò mà chữa kem F2 liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Đây em với bò rất là đông nha. Nói chung nó hơi nhát nha chú anh chị. Bò này còn lên lắm nhưng mà nó hơi ốm nha chú anh chị. Rất là hiền nè. Anh chị thấy rất là hiền nha. Đó. Rất là hiền nha cô anh chị. Đó anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cứ liên hệ giùm em nha. Bò
Con bò này cao tầm khoảng 1m3 nha chú anh chị. 1m3 nha. Bò rất là đẹp nha. Đó, các anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo chạy bò Thành Trung giùm em nha. Đó, rất là đẹp nha các anh chị. Đây, kem trắng đầu đẹp lắm, sừng đẹp luôn nha. Đây em quay xuống cái dàn xương đó các anh chị. Bò rất là đẹp nha chú anh chị. Bò này còn ốm bò nha. Bò này lứa đầu tiên luôn các anh chị. Các anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Nhìn đuôi lít phết luôn nè. Móng sò hết nha các anh chị. Lâu lâu em sở hữu được 4 con bò chữa anh chị. Bò chữa nhỏ nhất là 27,5 triệu là sở hữu một con bò chữa nha chị. Đó. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cái tầm tiền mà 36,500,000 liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Con bò cái tơ này rất là đẹp nha anh chị. Mình nuôi về để nái nền này kia rất là tốt nha. Đây em lựa bò cái xương à, cái xương chậu 2 ngang bà con coi đây nè, rất là ngang nha anh chị. Bò rẻ rất là dễ nha. Hai cái xương chậu hai bên nè. Hai cái ngang rất là rộng nha anh chị. Cho bò mình về mình nuôi đẻ rất là thoải mái nha. Nó không bị mắc kẹt ngay chính giữa có con bò chỗ này nè. Thường thường ta ưa sợ là cái xương chậu nó hẹp là dính ngay chỗ này chứ cái bề ngoài cái con chim nó không quan trọng nha các anh chị. Sợ là mình dính ngay chỗ là cái chỗ cái giữa cái khe của giữa cái hai cái bãi dai hai bên này nè. Đó hai cái ngang hai bên nè. Bò rất là đẹp nha chị, rất là hiền nha. Đó, nó đang rụng lông nha chị thấy không? Nè, nó đang rụng lông nó đẹp. Cực kỳ đẹp nha anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mà cái chữa tầm khoảng 36,500,000 cái liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Con bò rất là đẹp nha anh chị. Ăn uống đầu cổ rất là đẹp nha. Em coi kỹ tất tật hết. Tại vì em mua một con bò chữa em quay em coi rất là kỹ nha anh chị. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Nó còn ốm nè, nói chung là chủ người ta cũng không thiếu cỏ, nó hơi ốm nha. Đầu rất là đẹp nha. Đây. Em đi tới nè. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Nó rất là hiền nha. Đó, anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Mình thấy anh chị em nó đang ngất lông gòn nè anh chị. Đây là ngất lông nè, đang ngất lông là đủ chữa nha anh chị. Bò này rất là đẹp nha. Cao 1m3 giật về nha anh chị. Đó. Liền bò lắm. Anh chị nào có nhu cầu mà xài bò cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Con bò này rất là to nha chú anh chị. Đây em đi rất là xa nha. Rất là xa nha chú anh chị. Rất là đẹp. Đó. Trắng thiếu luôn. Bò này đẻ con kem F2 không anh chị? Bò này gieo tinh kem nghe cô anh chị. Chị nào mà có nhu cầu mà xài cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Rồi, rất là to nha. Chỉ giá 36,500,000 sở hữu được một con bò rồi chú anh chị. 36,500,000 nhìn nó ngóng cổ đẹp ghê không? Mặt nó nè. Rất là đẹp nha. Đây, rất là đẹp nha chú anh chị. Đó, có chị nào mà có nhu cầu xài cứ alo giùm em nha. Đây, em đi rất là xa nè, cho nó hết con bò này. Đó, thì thấy rất là to nha. To lắm anh chị. Em quay là đi rất xa mới hết chứ đi gần là không hết nổi nha chú anh chị. Nói bây giờ lại gần em cho cô chị coi dàn xương dàn móng nè. Đây. Đó móng rất là đẹp nha. Đây, cũng thẳng gần hết đi chú anh chị. Bò rất là hiền nha. Quay cho chị xem đây. Đây. Dàn vú đây. Đây bò tơ nha chú anh chị. Nhé tơ nha. Bò tơ lứa đầu luôn nha. Đó cô chị nào mà có nhu cầu mà xài bò cứ liên hệ em. Sái chín luôn nha anh chị. Thường thường mấy con kem sái không chín mà các bò kem này sái chín hết nha chú anh chị. Đó. Cô anh chị nào mà có nhu cầu xài cứ alo cho em nha. Giá 36,500,000 một con bò chữa nha anh chị. Chữa 4 tháng nha. Bò này em khám rồi cô chú anh chị mà muốn mua về khám lại thì có quyền nha. Đó. 36,500,000. Rồi rất là đẹp nha anh chị. Rồi rất là đẹp nha. Rồi, rất là đẹp. Đây em tiếp tục một con cái chữa nha anh chị. Bò này chữa 5 tháng 10 ngày mười mấy ngày anh chị. Bò này bò chữa cao cũng tầm khoảng 1m3 giật về anh chị. Đây. Con bò này đẻ một lứa rồi nha. Bò này nói chung là em cũng bắt con bò còn nghe được đó rồi. Đó. Thì nói chung là ông chủ này người ta kẹt tiền ở xây nhà mồ á. Người ta bán nha, người ta không nuôi nữa, ta lớn tuổi ta không nuôi nữa thì em bắt luôn nha anh chị. Bò rất là đẹp nha. Rất là to bò nha anh chị. Đó, chị thấy không? Rất là to nha. Bò rất là đẹp. Còn ốm bò nha, nói chung là về em tắm nó sạch sẽ được về nha các anh chị. Đó. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò chữa cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Con chữa này rất là đẹp nha anh chị. Đây. Đẹp cực kỳ luôn nha. Rất là đẹp. Chữa lứa thứ hai nha, trong bụng thứ hai nha anh chị. Rất là đẹp. Đó. To lắm nha anh chị. Nói chung lâu lâu được sở hữu được cái bò chữa này. Con bò này bà cô chú anh chị được 5 vú luôn anh chị. Vú rất là đều nha. Ồ rất là nhiều luôn, 6 vú luôn chứ. 6 vú luôn. Con bò chữa này 6 vú luôn nha chú anh chị. Chị nào mà có nhu cầu mà xài mà này, cái chữa mà nhiều vú này cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Sừng rất là đẹp nha chú anh chị. Đây, sừng rất là đẹp đây, nó hơi nhát nha. Tại vì bò mới bắt về nó cũng hơi nhát nha. Nói chung là sái đều chín hết nha chú anh chị. Đây, nhìn mặt nó đây. Đó rất là đẹp nha.
mình gài gẫm vẫn được chứ không phải, tại vì mình không phải là chủ nó, nó cũng hơi, nó cũng không có dạng mấy nha chú anh chị. Sừng rất là đẹp nha chú anh chị, đây sừng rất là đẹp nha. Đó, hai con này trên lọt 9-10 bằng dạng luôn chứ không nhỏ đâu. Đây em tới tiếp một cái con kem nha, kem tơ chú anh chị. Đây con kem tơ này giá tầm trung nha, chữa 4 tháng nha. Chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài kem tơ tầm trung liên hệ giùm em nha. Bò này cao 1m2 lẻ nha chú anh chị. Đó, con chị nào mà có nhu cầu mà xài rồi cứ liên hệ chạy bò thành trung giùm em nha. Đây bò cũng rất là tốt nha con chị. À, đó, nó tại vì nó thiếu cỏ này nó hơi dẻo dẻo bò nha chú anh chị. Chị nào mà có nhu cầu mà xài cái tơ này tầm khoảng giá tầm khoảng 28.500.000 liên hệ chạy bò thành trung giùm em nha. Chỉ giá 28.500.000 thôi con chị. Rất là đẹp nha con chị. Đây xương sóc rất là to đây. Đó, con chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ em nha. Bò này em đều khám hết rồi nghe, cái giấy tờ em cũng khám hết rồi chú chị. Anh chị nào mà có nhu cầu xài cứ alo giùm em nha. Đây. Đó, chữa gần 4 tháng nha con chị. Đó, rất là đẹp nha chú chị. Đó. Rất là đẹp nha. Xin đắng đứng là thẳng thẳng nha. Đó, rất là đẹp nha con chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cứ liên hệ giùm em nha. Nói chung bò mắc toàn là móng sò không nha chú chị. Móng sò hết. Anh chị nào mà có nhu cầu xài cứ alo giùm em nha. Rất là tốt nha. Chỉ giá 28.500.000 thôi nha chú chị. Đó, giá 28.500.000 một con thấp sừng nha. Bò chữa nha con chị. Đó, chị nào có nhu cầu mà thích bò chữa cứ liên hệ chạy bò thành trung giùm em nha. Bò chữa. Giá 28.500.000 nha. Đây em chế tiếp một con bò chữa nha anh chị. Nói chung bò bê ai nói gieo không đậu đâu. Ông chú nó bò này nó mà lớn vậy mà không gieo một cái một đậu luôn nha anh chị. Bò này chữa tầm khoảng 3 tháng rưỡi nha anh chị. 3 tháng rưỡi đó, một con bò bê tơ. Đây, như tin này anh chị. Em bắt ở Phú Đức nè, Bình Phú, xã Bình Phú, huyện Càng Long, Trà Vinh nha. Bò bê nè. Tinh phối bò bê luôn ngày 10 tháng 1 2020 2021 chứ. Đó, 21 nè. Đó, ăn rất uống rất là mạnh khỏe anh chị. Bò này cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò mà tầm tiền tầm trung á, liên hệ giùm em nha, chữa nha. Nói chung tiền nào của nấy nha chú anh chị. Bò này đẻ ra cũng tầm 3 mấy triệu lên. 3B vô tinh 3B thì ở tinh F2 nha chú anh chị. Tinh F2 á, con 3B là mình đeo là 3B F2 nha chú anh chị. Chú chị nào mà có nhu cầu mà xài á, con bò này cao cũng tầm khoảng 1m2 giật về nha. F2 lẻ nha chú anh chị. Nó cũng sạch bò lắm nha. Bò này có giá tại chuồng em là 27.500.000 so với một con bò chữa 3 tháng rưỡi nha chú anh chị. Chỉ 27.500.000 thôi nha. Giá tầm trung cho mọi người đều bắt được nha. Về mình để nái sinh sản nha. Thì bắt giờ hiện tại bò nhỏ nhỏ vậy cũng tầm 10 mấy triệu một con rồi. Thì mình nhân lên thì cũng bò chữa trong bụng nó về mấy cái hồi mình lấy vốn được nha chú anh chị. Chị nào mà nhu cầu mà xài cứ liên hệ giùm em nha. Bò đứng rất là im nha chú anh chị. Tại đứng rất là im nha chứ không phải là tệ mấy nha chú anh chị. Đó, rất cũng được bò chứ không phải tệ nha. Chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cứ liên hệ giùm em nha. Cũng bẹp bò lắm nha. Xương sóc nè, cũng được bò lắm chứ không phải mà xương 3B mà xương tệ nha chú anh chị. Đó. Em lại gần cho anh chị xem đây, rất là được bò nha. Nó cũng chữa hay hả trơn anh chị. Tiền nào của nấy anh chị, có chị mà có giống ít ít á, thích bò chữa mà tầm khoảng 27.500.000 liên hệ chạy bò thành trung giùm em liền nha. Giá 27.500.000. Đây rất là đẹp nha. Đó. Có chị thấy không? Rất là đẹp nha con chị. Đó. Bò dai rất hở nha anh chị. Nói chung mình em mới bắt về nó cũng còn hơi nhát nha. Dai cũng rất là hở. Đó. Em đi xa xa em quay cho cô chị xem cho nó dễ, nó mặt nó cũng rất là xinh nha. Bò này ông chú nói với ông cái một đầu à. Cho nên nó cũng chưa được phát triển cho mấy. Mới bà lớn để ép người ta vô tinh rồi, ta đâu phát triển cho mấy được nha. Đó, cô anh chị nào có nhu cầu mà xài cái đồng tiền 27.500.000 liên hệ giùm em nha. 27.500.000 sau một con bò chữa nha quý anh chị. Đó, cũng đẹp đò lắm, không phải là tệ nữa chú anh chị. Bò này thùng rất là bự, bò này con bò 3B này cái thùng nó hơn cái con bò kem này nha con chị. Thùng nó sau này nó lớn tháng chữa lên là bụng bự lắm á nha. Bụng hình bụng bự lắm á. Mấy con này để con mát sữa lắm nha anh chị. Hoa rất 3B hoa rất là to nha anh chị. 3B F1 nè. Hoa rất là to nha. Đó, rất là bự nha chứ không phải là nhỏ tệ nha anh chị. Giá tại chuồng em là 27.500.000. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò chữa cứ liên hệ chạy bò thành trung giùm em nha. Đây. Rất là to nha chú anh chị. Đây. Nó đứng thẳng gẳng nha. Cái chữa về là cũng quá ok không chú anh chị.
giá 27.500.000. Cho chú anh chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em nha. Này rất là đẹp nha chú anh chị. Này con ngóng rất là ư chứ không phải là nhỏ tệ luôn nha. Bụng mẹ ẹ luôn rồi. Đó. Đây em tiếp tục bộ mẹ ăn con nha chú anh chị. Đó, anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ ăn con, em bò này em bán tách nha chú anh chị. Đó, có anh chị nào mà ăn bò mẹ tay có chữa rồi, bây giờ em bán mẹ ăn con chữa thì nó cao tiền lắm. Có chị mua không được, em bán tách nha. Đây, đây mẹ ăn con nha, mẹ ăn con ngé này rất là bự rồi chú anh chị. Ngé này tầm khoảng 6 tháng bò nha, cao 1 mét lẻ nha chú anh chị. Đây, này mẹ ăn con nha. Đó, anh chị nào có nhu cầu mà xài con mẹ chữa tầm khoảng 4 tháng bò, 4 tháng á, anh chị liên hệ giùm em nha. Con bò này cao 1 mét. Nó lùng liền, bò này dặn ba của anh chị. Nó cũng không bự mấy nha, mà đẻ con rất là tốt nha. Mét mốt lẻ nha anh chị. Lẻ 5, lẻ 6, lẻ 7 thì mình cho là mét 2 giật về nha anh chị. Chưa tới được mét 2 nha. Nghĩa là có nhu cầu mà xài một con cái mà chữa, hay là bắt một mộ mẹ con cũng được. Mà mẹ con thì giá nó cao quá đi. Đó, cho nên em bán tách luôn nha. Con nghe được này là tầm khoảng 24.500 nha anh chị. Nghe được kem. Đó, em bán 24.500 nha. Cô chú anh chị nào cảm thấy em đưa con bò được này mà tầm khoảng 6 tháng tuổi á, 24.500 á, liên hệ giùm em nha. Em tách con nghé ra nha, nghé được nha. Bây giờ em bán con nghé cái mẹ nó nè. Đó, nghé cái mẹ nó tầm khoảng 27.500.000 nha anh chị. Sở hữu một con bò chữa độ nha. Đó, giá con rất là độ. Bò mà chặn ba chứ cứng được chặn gì mà giá con vậy, con nghề cô chú nghĩ đi. Con bò này cũng tầm bán được 24 triệu rưỡi, rất là ok nha anh chị. Đó, bò rất là bự nha. Cao 1m05 nha anh chị. Đó, 1m05. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài con đực này giá 24.500.000 nha. Còn em mới riêng bán con đực này, con cái chữa này là con mẹ nó là 27 triệu, giá 27 triệu tại chuồng em, có anh chị giá yêu thương nha, giá 27 triệu chuồng, bò rẻ rất là tốt nha. Tại mẹ đã 51 không á, tại vì mới có 2 tháng là con bò này được 6 tháng rồi đó. Có anh chị nào mà có nhu cầu mà xài á, liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Đây xương sóc đúng thẳng gẳng nha, xương bò này tầm trung nha anh chị, rẻ con rất là tốt nha, kem trắng giấy luôn nha. Đây là kem F1 nè, F1 mà đẻ con ra vậy là con anh chị thấy không, là đẻ con ra kem F2 luôn chị. Đó, thì bây giờ em bán một cặp mà vừa chữa vừa mẹ thì nó cao tiền quá, cô chú anh chị mua không được. Đây sừng ở đây đó, đó bò này cũng hai lứa rồi đó anh chị. Đó, anh chị nào cảm thấy em đưa cái giá tiền bò mà con bò cái chữa này giá 27 triệu, liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Em bán tại chuồng nha, bò chữa nha cô anh chị. Đây con này rất là đẹp, cô anh chị thấy không, chỉ giá 24.500 tại chuồng em nha. Nè em bán tách ra nha anh chị, anh chị nào thấy mà em đưa cái giá bò hợp lệ thì điện thoại alo em, hay là bán một cặp em vẫn bán một cặp nha. Đó, một cặp thì nó cao quá cô chú anh chị khó mua nha. Đây em bán, thí dụ em bán một cặp bò này là 51.500 thì nó hơi cao quá cô chú anh chị không đủ tiền mua, em vẫn nhấn tách đàng hoàng nha anh chị. Bò mẹ ăn con nghe cô chú anh chị, bò rất là đẹp, con nghé đực này thôi không chỗ nào để chê được nha anh chị. Cái này nó hỏi, nói chung là một rang tay của em nha. Đó cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xài cứ alo chạy bò Thành Trung giùm em, giá 24.500. Còn cô chú anh chị mà có điều kiện bắt một cặp bò chữa mà ăn con này thì giá 51.500.000 nghe cô anh chị, bò chữa 4 tháng nha, bò chữa 4 tháng. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xài cứ alo giùm em nha, bò này sái đều chính hết nha chú anh chị. Đây em gieo người ta cho tin đây nha, cô anh chị điện hỏi là bò sao biết này nha, gieo ngày 28 tháng 12 2020 nha cô anh chị. Đây số điện thoại di động nè của anh Nút Anh Hùng gì nè, kỹ thuật viên nè. Đây cô anh chị gieo mà chú anh chị nói là biết liền nha. Còn cái ngày khám em thì chuyện qua em đều khám rồi nha anh chị. Đây em đã khám rồi nha, ngày 6 nè tháng 1 2021 này nha, đã khám thai nè. Đây đó, thú y nè, nguyên lý này nha, nguyên lý nè cô anh chị chứ. Xem mà điện thoại này là bò có chữa không là cô chú anh chị biết nha. Đó em quay chi tiết cô anh chị xem nha. Đây cặp mẹ con ở giá tại chuồng em là 51.500.000, con chị bắt một cặp. Còn tất cả riêng là con đực này giá là 24.500 nha anh chị, con mẹ chỉ có 27 triệu thôi. Con chị nào có đồng tiền mà nhỏ nhỏ tiền á, ít ít á, mình giờ bắt ngé nó cũng hơi chậm lên giống, lên giống á thì nuôi một năm mới được, 3 năm mới được một con ngé, con ngé con mình gầy từ từ lên nữa lâu. Còn con chị mà có đồng tiền nào mà tầm khoảng 27 triệu thì liên hệ em bán một con bò chữa này anh chị, chữa 4 tháng này con chị đó, giá 4 tháng, chữa 4 tháng giá 27 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài alo chạy bò Thành Trung giùm em nha. Con bò này rất, nói chung là rất ok nha anh chị, nó rất là hiền, nói chung là tại vì em mới về nó cũng hơi còn hơi nhát á đó. Bò này dặn ba nha anh chị, mà đẻ con tốt quá tốt đó. Con nghe được về mình nghĩ con bò đẻ dày mình có tiền rồi, đâu cần con bò đáy nền bự đâu có anh chị đó.
đít như cái thúng như này, rất là đẹp nha. Đây như con bò nền em chà bá bung đây, đó em bán đồng tiền ra thì nó cũng tầm khoảng 25-26 triệu con mà được à. Nhưng con bò nái đè dày mà đẻ con ra dày thì nói chung là quá ok nha chú anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài con cái chữa là tầm khoảng 27 triệu liên hệ chạy bò thành chung dùm em nha. Đó rất là đẹp nha chú anh chị. Đây đây con ngá nó né được đây cái mặt đó nè. Đó em nó phóng mấy con bò kia quá em cột lại cho chú anh chị. Đó dài hỏi cả gan tay em á nha. Đây nó hơi xay xay con bò rất là to nha chú anh chị. Đó mới có 6 tháng bò hết hồn đẹp luôn, xương sóc cối luôn. Nó phải bò mà nói chung là nói bò độ thằng độ để đẹp đâu, tùy theo cái nền con nái mà cái anh vô tinh nó ra đạt hay không nha chú anh chị. Con bò này nói chung là không có chỗ nào chê được con bò đực này luôn á, em nói thật sự á, bò rất là tốt. Chú anh chị mà cảm thấy em đưa cái giá bò hợp lý á, bắt một con đực em vẫn bán nha, 24 triệu 500. Con bò mẹ chữa mình lấy cái giống đó mình về mình đẻ ra cũng y gan bò này, tại vì em buôn bán thì em hay bán nha chú anh chị. Đó chị nào mà có nhu cầu mà xài con bò chữa này tầm tiền giá 27 triệu liên hệ chạy bò thành chung dùm em nha. Đây con bò này đẻ trong bụng nó là tầm khoảng 3 lứa hoặc 2 lứa nha. Nói chung cái sừng nó em coi không được nha anh chị. Đó người ta nói nó bẹ bò gà nhưng mà bò này là nó không lồi lõm gì anh chị. Trong vòng 1 tháng lòi trả em lại nha. Đây tiếp tục con được lợi anh chị. Bò này 11 tháng nha. Bò này giá này nó cứng nha. Cái so cái đồng tiền em bắt nha anh chị. Bò đẹp quá nên em không bỏ được nha. Đó cô anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò cứ liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Này bò rất là đẹp nha chú anh chị. Bò này xương cối luôn nha. Nói chung là bò này nói chung là cái giá thôi chứ bò này để nói chung là mình để nọc được luôn anh chị. Nhậu nó sang em. Hồi xưa mà lúc trước mà mọi người mà xài bò nọc trong bò này xài nọc được luôn chú anh chị. Rất là đẹp nha. Đó cô anh chị nào mà có nhu cầu mà xài đực lỡ 11 tháng mà nó bự vậy liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Đây bò rất là to chú anh chị. Chị nào mà có nhu cầu mà xài đực lỡ tầm tiền giá 35 triệu điện em nha. Bò rất là cứng nha anh chị. Nói chung bò cứng em nó cứng nha. Tại vì em bắt bò đẹp quá em bắt luôn anh chị. Chị nào mà có nhu cầu mà xài cứ liên hệ giùm em nha. Giá 35 triệu tại chuồng em nha. Đây ngồi coi có đích nào có gì. Bò này nói chung là có chị đừng có chê nó cái điểm nào nha. Nó thật sự bò đừng chê nó điểm nào. Xương gói, dài đòn, lê hở. Nói chung bò này bò độ nha anh chị. Hồi xưa nói chung là bò em bắt bò này em bán cho ông chủ này 26 triệu rồi. Bây giờ người ta nuôi 5 tháng người ta bán em lại. Bán lại cũng giá này cô chú biết rồi, bò cấp này cũng nó giờ nó đẹp quá trời đẹp anh chị. Đây. Rất là đẹp nha anh chị. Nhìn cái đầu nè. Bò này để nọc được luôn nha. Bò này chưa gớt răng được. Nói chung là bò này cái xương là xương cối nha anh chị. Không chỗ nào để chơi được con bò này nha. Đúng móng dũng luôn, bò này nói chung mình để nọc được anh chị. Đó. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò này cao tầm 1m2 giật về anh chị. Đó bò này kem F2 nè, nói chung là bò nó quá độ rồi chú anh chị. Em thiệt từ đó giờ bắt bò mới thấy được bò này. Hồi đó xương nó nhỏ xíu à, nó không bự được chứ giống như vậy đâu có anh chị. Xương nó nhỏ lắm. Xương nó trung bò giống như con bò nái này nè. Mà sao ông anh này không nuôi sao nó xương nó to lên em cũng không hiểu luôn. Nó to quá trời to bự luôn nè. Không phải nói ừ xương to quá nha, con bò này lúc trước bò này chính tay em bán cho ông anh nè. Giờ ông anh này em đổi bò cái ông nuôi giờ ông chia lại cho em nè. Đây con bò này xương nè, em không ngờ con bò này mấy xương nó lên nó to bự vậy luôn. Đó đâu có dữ dằn gì. Bắt 5 tháng rồi chú anh chị. Đó, từ là mò nó bắt em mò em 5 tháng bây giờ con mò này hết rồi không mò luôn. Mò này bắt em bắt cũng hơi cứng nha. Mò này giá 35 triệu bán chú anh chị. Giá tại chuồng em nha. Tôi chú anh chị nào có xài được cái mẫu mà chơi đậu độ gì nè. Đó liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Giá 35 triệu. Cô chú anh chị nào cảm thấy giá em đưa ra hợp lý hay là nó mắc quá thì xem tham khảo giùm em nha. Giá là 35 triệu chú anh chị. Xem tham khảo giùm em nha. Giá 35 triệu. Con thấy anh chị nào thấy được thì liên hệ với em nha. Đó. Rất là đẹp nha chú anh chị. Giá 35 triệu. Quá trời con bò luôn chú anh chị ơi, nó đẹp. Đó. Quá đẹp luôn. Bò này nói chung là về mình dỗ rồi lấy tiền thôi chứ nó. Bò này em coi được là có 140 rồi đó. Em coi thịt đó, nhưng mà bò này em phải bán bò thịt nha chú anh chị. Bò thịt thì nó không tới giá 140 đó. Em bán bò dỗ nha, em nói trước cô chứ anh chị xem đừng có ném đá em nha, bán bò dỗ nha. Phải đồng tiền bắt bò nó cứng quá. Em thấy nó đẹp quá em không chịu nổi được. Nói chung mình bán cho ông anh được thì mình bắt bò của ông anh cũng sẽ được. Em bắt được em nuôi luôn. Bán ra được em nuôi luôn. Đó, cô anh chị mà thấy mà em có nhu cầu bắt giùm em nha. Em bắt bò giá cứng lắm anh chị. Đó. Anh chị nào thấy được cứ alo giùm em nha. Đó. Rất là đẹp nha chú anh chị. Rồi. Rất là to, rất là đẹp. Rất là đẹp bò đó chú anh chị.
quá trời con bò luôn, như bò mộng. Bò này mà nuôi hết quá nó chắc dữ dằn lắm, tại dùng em nên cũng khó nuôi bò được, em cũng không biết con bò nó lớn cỡ này chừng nào mới hết thịt nó nổi. Khủng khiếp con bò luôn, mà xương đứng như con trâu á, vừa thấy quá trời con bò luôn. Giá 35 triệu tại chuồng em nha. Bò này chưa có căng anh chị, chỉ có 11 tháng thôi nha. Lúc trước em bắt ảnh là tại nhà chuồng là 6 tháng rồi là em bắt đưa ảnh á, bây giờ là anh để lại cho em là ngược lại đó. Nói chung là cũng cái duyên, anh không bán ai kêu em lại bán lại thì nói chung là cũng có duyên. Bán lại 35 triệu nha anh chị. Anh chị nào cảm thấy mà có nhu cầu mà xài được được cỡ này, giá 35 triệu điện em nha. Chỉ giá 35 triệu anh chị, rất là đẹp nha anh chị. Đây em tiếp tục cặp được lỡ luôn quý vị. Lỡ này lỡ lấu thường bò. Đó. Đây em tiếp tục cặp được lỡ quý vị. Con ốm con mập nha. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà tại chủ bỏ về chứ bò này nó tầm khoảng cũng 9 tháng bò đó anh chị. Cao là mấy hai bò nha anh chị. Đó anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cặp được này liên hệ chạy bò tập trung giùm em nha. Đây cặp được 3B nha. Cặp bò này giá tại chuồng em là 50 triệu quý vị. 50 triệu sở hữu một cặp bò được 3B nha. Đó, con mập con ốm nha, em nói trước nha, con mập con hơi ốm đó, xương sắc thì nói chung cũng quá ngon luôn. Cái gì thời điểm này bò giá này cũng giá tầm trung nha anh chị, bự bò cao 1m2 bò nha anh chị. Nói có chị nào mà có nhu cầu mà xài cứ liên hệ em nha. Em bán lẻ nha, bán lẻ nha chú anh chị, không phải là bán cặp không nha, em bán lẻ nhưng bán mẻ nha. Đó cô chú anh chị mà có nhu cầu xài cứ liên hệ em. Đó giá 50 triệu nha, sở hữu một cặp bò đây, rất là ok anh chị, mình nuôi mình thúc lên thôi nha. Con này nói chung là thiếu cỏ, con này thì đủ cỏ đó. Anh chị nào có cảm thấy em đưa cái giá bò mà hợp lý á liên hệ em, còn nói quá cứng thì theo dõi kênh mà chạy bò thành chung giùm em nha. Theo dõi đăng ký kênh chạy bò thành chung giùm em, mình theo dõi cái giá bò nào mà hợp lý với mình đó thì liên hệ giùm em nha. Rồi quay chi tiết cho quý vị xem đây, nó rất là to nha. Đây cao 1m2 bò anh chị. Đây con này cũng vậy luôn nha, hai con này đều rất là xứng nha anh chị. Đây con này cũng là xứng với con này nha anh chị, nói chung là con ốm con mập nha anh chị. Đó, con này thì mập đầu, con này thì nó ốm dữ rồi. Nói chung em bán kéo qua kéo lại nha anh chị, em bán lẻ một con em vẫn bán nha anh chị, không phải là bán một cặp nha, lẻ một con mập em vẫn bán, con ốm vẫn bán nha. Đó em quay chi tiết một cặp gì cho bà con mình ta ở xa dễ mua á, mua cặp nó dễ. Còn tiếp tục cặp được kem nha anh chị. Đây kem này kem F2 nó gì, bò này cao là 1m1 bò anh chị, cặp kem F2 nha. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cặp kem F2 liên hệ chạy bò làm chung giùm em nha. Đây cặp bò này rất là độ nha. Đó. Độ theo túi tiền của mọi người chứ bò này cũng thường, con này rất là to đây. Đó. Có anh chị nào mà có nhu cầu mà xài liên hệ em nha. Bò này tầm khoảng 6 tháng rưỡi 7 tháng bò anh chị. Này, xương sóc rất là to nha. Mà có anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Này. Rất là đẹp nha chú anh chị, dòng kem F2 nha. Nó siêu xám gì đó. Này, cặp bò này tại chuồng em có giá em tại chuồng em, bò này cao 1m1 chứ. Bò này cao tầm 1m1 bò nha anh chị, con ốm con mập. Hai con này cũng rồi không à. Bò này tầm khoảng 43 triệu 500 ngàn một cặp nha anh chị. Có chị nào mà có nhu cầu mà xài cặp đực 43 triệu 500 ngàn liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Giá 43 triệu 500 ngàn cho anh chị. Anh chị nào có nhu cầu alo giùm em nha anh chị. Ok nha. Đó. Chị cảm thấy được thì liên hệ chạy bò thành chung giùm em. Rất là đẹp bò. Giá 43 triệu 500 ngàn. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài alo em nha, trực tiếp cho em nha. Xương sóc đứng rất là to nè, có thể thấy không? Rất là đẹp bò. Giá 43 triệu 500 ngàn. Được kem nha. Này. Cô anh chị nào có nhu cầu xài alo em nha. Rất là to. Đây em tới tiếp một cặp F2 nha. Một con 3B F2, một con kem F2. Đây. Đó cô chú chị nào mà có nhu cầu là cao 1m0 anh chị. Bò này cứng hơn bò cặp bò kia tí anh chị. Đây cặp bò này có giá tại chuồng em là 44 triệu anh chị chú anh chị. Đây 44 triệu. Đây con rất là đẹp nha anh chị. Đó. Cho chú anh chị nào mà có nhu cầu xài alo chạy bò thành chung giùm em nha. Giá 44 triệu. Đó cô chú anh chị nào có nhu cầu alo giùm em. Giá 44 triệu. Rất là đẹp anh chú anh chị. Rất là đẹp bò. Đó, cô chú anh chị nào cảm thấy mà có nhu cầu mà xài liên hệ chạy bò thành chung giùm em. Giá rất là đẹp nha. Hai con này tầm 1m05 nha. Đây, con kia F2 nha. Đó. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xài alo giùm em.
cặp bò kem F2 rất là đẹp. Một con OB đang rất lông chị. Con OB rất lông, cô chú anh chị nào có nhu cầu xài mà cái cặp đực tầm khoảng 44 triệu xương rất là cối nha. Cặp này 44 triệu cho anh chị. Đó, em quay chi tiết cho chị xem xương cho. Đó, có chị chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cái đồng tiền mà giá 44 triệu liên hệ chạy bò hình chung giùm em. Cái cặp bự bên đây nó nhích thân tí nè, cặp này rất là to mà nó lấu. Cặp này 43 triệu 500 nha chú anh chị. Đó, có chú anh chị nào mà có nhu cầu alo giùm em nha. Cặp bò rất là đẹp nha chú anh chị. Đó. Rồi chú anh chị nào rất là đẹp. Đây xương đó. Xương cối luôn nè chú anh chị. Xương cối luôn á. Có chú anh chị mà có mua bò, có coi bò hay là hỏi em á, hỏi nói cái số tiền là em nhớ nha. Nói cái cặp 43 triệu hay cặp 44 triệu gì vậy? Cặp này 44 435, cặp này 44 triệu là em nhớ nha chú anh chị, tại vì bò em về cũng đông á. Chị không xem thông cảm giùm em nha. Đó. Rất là đẹp nha chú anh chị. Đây. Rất là đẹp. Kem F2 này hết hồn luôn, xương luôn chú anh chị. Xương dữ lắm. Con đực này cũng hết hồn luôn nha chú anh chị. Rất là đẹp luôn á. Rất là đẹp. Cô anh chị nào có nhu cầu xài alo chạy bò hình chung giùm em nha. Này rất là đẹp nha chú anh chị. Cặp này 43 triệu 500 ngàn, cặp này 44 triệu nha chú anh chị. Em tới tiếp cặp siêu nhí mà rẻ tiền mà nó hơi giá nó cũng hơi căng nha. Đây cặp đực nha chú anh chị. Tới tiếp cặp đực. Cặp đực tầm khoảng 4 tháng bò nha chú anh chị. Đây một con kem F2 này xương sóc rất là to, xương rất là hở mà con này cũng là siêu gồm luôn nha. Còn xương với da không à. Đó. Có chị nào mà có nhu cầu mà xài cặp đực mà lấu mà cái tiền mà nó giá mà yêu thương á, liên hệ chạy bò thành chung em nha. Cặp này có giá tại chùa em 32 triệu 500 ngàn đó chú anh chị. Giá 32 triệu 500 ngàn sở hữu một cái cặp bò siêu ốm gầy gầy nha chú anh chị. Đó. Con này rất là đẹp nha. Cái con kem này cũng không tệ đâu nha, con nào cũng lưng hở đó. Mà tại vì nói chung bỏ bê. Một người nuôi chăn sóc, một người cũng chăn sóc nha. Con bò này cao cũng tầm 1 mét dịch về nha. Con này chắc chín mấy nha chú anh chị. Con kia chắc mét đó. Cái con sừng sừng này mét nè. Đó, cô chị nào mà có nhu cầu mà xài cái cặp đực mà 32 triệu 500 ngàn liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Chỉ giá 32 triệu 500 ngàn sử một cái cặp đực lấu nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Giá 32 triệu 500 ngàn. Đó. Em quay rất chi tiết cho chị xem, ăn rất là mạnh nha. Đó. Ăn nói chung là bò này ăn rất là mạnh đó. Tại vì nói chung là thiếu cỏ người ta bán nha anh chị. Cái bò tầm tiền này nói chung giá này giá tầm trung hiện tại giờ bò giờ của chị biết rồi đó. Mua được con bò rất là khó nha chú anh chị. Đó. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Đây, em quay chi tiết này ăn khủng lắm nha anh chị. Đó, ăn rất là đều bò luôn anh chị. Ăn khủng lắm. Đây, cặp bò này giá là 32 triệu 500 ngàn. Đó. Rồi chú anh chị nào mà có nhu cầu xài alo giùm em. Đây, rất là đẹp nha. Bò em đây ăn mạnh khỏe bình thường nha chú anh chị. Ăn rất là mạnh nha. Ăn rất là mạnh. Đây con này là siêu khủng luôn anh chị. Đây. Em còn một top em quay trước rồi. Em mới giờ chuồng ra tại chuồng em hơi chặt đó chú anh chị. Em bắt càng ngày số lượng càng nhiều á. Cũng nhờ cô bác này coi sale với kênh mà có chú Khúc với tên chạy bò thành trung của em á. Từ xưa giờ từ mà lúc em nói lên em làm kênh bên Cường á. Giờ em qua đây nói chung là bò có bán á, cô chú anh chị cũng điện cho em. Em bắt thì cô chị xôi này kia cũng biết. Cũng cảm ơn cô chú anh chị cũng hộ hay tin tưởng em. Em tiếp tục một cặp đực độ nha anh chị. Đây, một cặp rất là độ nha anh chị. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cứ liên hệ chạy bò thành trung giùm em nha. Đây. Em xô 3 con luôn cho dễ bán nha chú anh chị. Em đã 3 con luôn. Đây một cái con kem trắng F2 đây, một con cơ BF2 đây, một con ba BF2 luôn anh chị. Bò rất là độ nha chú anh chị. Đít nữa nè. Đó, em bán giá cho chú dễ mua luôn nha. Đít muối luôn nha anh chị. Bò này cao 1m05 nha chú anh chị. Bò rất là độ nha. Mà giá nó cũng hơi căng nha chú anh chị. Đó, chị nào có nhu cầu xài bò cứ liên hệ chạy bò giùm em nha. Bò chắc cao hơn 1m lẻ. Đó. Anh chị nào có nhu cầu xài alo giùm em. Cặp bò rất là to nha anh chị. Ba con bán xô 3 con này nha. Đây. Đây. Em xô bán 3 con đực nha. Hai con EB nha. Bò này rất là đẹp nha anh chị. Dòng F2 nói chung là nhìn bò cái đi không nổi đít. Rất là xinh, rất là đẹp. Đít thúng luôn nha anh chị. Đây bò này cao 1m lẻ hết nha anh chị. Đít nữa nè. Nhìn cái mông nó lội thịt ra ngoài luôn nha anh chị. Xương rất là to nha. Đó, con kem trắng tinh trắng giấy luôn nè. Đó. Cô anh chị nào mà có nhu cầu mà xài nó ăn rất là cỏ rất là mạnh nha anh chị. Nó ăn. Em mới bắt về là em quay cho chị xem liền luôn đó nha. Rất là đẹp rồi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xài alo giùm em nha. Đó, ba con này đồng thanh đồng thủ cỡ trạng như nhau nha anh chị. Con nào cũng pin lực lắm hết. Đây, rất là đẹp, dòng kem F2.
một găng tay, nói chung giá nó cũng căng lắm nha anh chị. Nó đẹp mà nó căng. Đó, thích nữa. Đây, em show 3 cái con đực 3B, hai con 3B, một con kem này là giá 73 triệu nha chú anh chị. 73 triệu. Đây, con mấy bên trái em dời qua bên con thứ hai đây, con thứ ba. 73 triệu nha chú anh chị. Anh chị nào mà em đưa thấy giá em đưa ra mà có cảm thấy mà ok liên hệ chạy bò hình trung giùm em nha. Giá 73 triệu nha chú anh chị. Em show bán 3 con nha. Con chị bán lẻ em vẫn bán nha chú anh chị. Em vẫn bán lẻ nha. Tại vì nó lẻ ăn con đực 3B đó, nó đẹp quá thì bán lẻ thì con thì nó cũng hơi uổng. Em bán 3 con, chị nào mà có nhu cầu mà xài được cái đồng tiền đó đó, liên hệ chạy bò thành chung giùm em. Giá 73 triệu. Đó, rất là to nha chú anh chị. Nó lực lắm ghê chưa? Con này dùng lực hết hồn luôn, nó lực. Hết hồn lực luôn. Giá 73 triệu. Cô chú anh chị nào thấy cứ alo chạy bò thành chung giùm em nha. Cảm thấy cái giá mình em đưa ra mà cảm thấy cô chú mà mua được á, liên hệ chạy bò chỗ đây. Rất là to nha chú anh chị. Đây con coi con nghe đây. Ăn 3B nè. Ăn rất là mạnh nha chú chị. Đây. Ăn rất là mạnh nè, nhìn sơ xương sóc đó nè. Còn ba con 2B kia thì khỏi chê luôn. Thôi em đi gần chú chị xem đây. Đó, đứng ngõng cái cổ nó hết hình dung chú chị. Em mới bắt về tới luôn nha chú chị. Giá 73 triệu nha, đứng thẳng ngẳng nha chú chị. Đó như cái cơ lên muối cục cục luôn. Đó. Cô anh chị nào mà thấy có nhu cầu mà xài liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Em bán xô 3 con được 73 triệu. 73 triệu nha chú anh chị. Đây. Nói nhưng mà cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài nhớ cập giùm em nha. Xô nhớ cập giùm em. Nhiều quá em không nhớ nổi, chú anh chị xem thông cảm giùm em nha. Giá 3 con này là 73 triệu nha chú anh chị. Đây, 73 triệu. Đây con kem F2 trắng tinh trắng giấy luôn chú anh chị. Rất đẹp nha. Con 3B này nó lực nè. Lực nó quằn cái lưng luôn. Nó ăn cái bụng nó quằn cái lưng luôn. Rất là đẹp. Bò giờ nó căng lắm anh chú anh chị. Con này tầm khoảng dao động tầm khoảng 6 tháng rưỡi bò hết rồi chú anh chị. Rất là to hết rồi. Rất là đẹp nha. Ba con mà giá 73 triệu. Cô chú chủ này thấy có nhu cầu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài được ba con này liên hệ chạy bò hình chung nhiều em nha. Đây em tiếp tục cập được luôn. Một con xin. Con xin là dao tinh nha chú anh chị. Xin vô tinh, nó như tinh ra mới được dần xương vậy nha. Em bán cặp bò này giá tầm trung nha. Đây một con kem F2 đây. Kem này bán một cặp luôn. Nó cao khoảng 1 mét lẻ luôn anh chị. Một con xin, một con kem F2. Đó, em bán cặp luôn. Có chủ cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài con xin hay con kem gì không xích con cái xin đó thì em định trả ra nha. Em bán cặp vậy cho dễ bán nha anh chị. Đây em tới tiếp coi một con được xin độ luôn đi. Bò này vô tinh ra nha anh chị. Con nào nó vô tinh là tinh nha. Ông chú này ông gieo ra con gái nền kiếm con cái mà người ra ăn được nha. Đây còn con kem này rất là đẹp nha. Con này đây nó bò này nói chung mình nuôi tập chứ giá này cũng giá yêu thương nha. Cặp bò này giá tại chuồng em 37 triệu nha chú chị. Giá 37 triệu tại chuồng em một cặp, một con kem F2, một con xin bò đực xin xương sóc rất là to. Giá 37 triệu. Cô chú anh chị nào thấy mà em đưa cái giá ra mà hợp lý á, liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Chỉ có giá là 37 triệu nha chú chị. Đây rất là đẹp. Đây một xin rất là to nha. Đó. Rất là to. Rất là to nha anh chị. Đây con kem này. Đứng rất là thẳng ngẳng nha anh chị. Đó. Đứng rất là thẳng ngẳng nha. Rất là đẹp nha anh chị. Có chị nào có nhu cầu xài alo cho em nha. Con kem mà nó rất là mạnh đây. Con xin mới bắt về nó còn bỡ ngỡ nha. Con này rất là đẹp nè. Nó làm gì gục cái đầu xuống không trời. Con xin này con kem con ghét man nha, không phải là con xin nhảy nha anh chị. Vô tinh ra nha, nhìn cái dàn xương anh chị biết là con bò này vô tinh rồi đó nha. Mặt mày nè đẹp, rất là đẹp. Giá tại chuồng em là 37 triệu, sở hữu một cặp một con xin này rất là đẹp nha, rất là hiền, thấy không, thấy cưng lắm. Thời buổi này nó không tụng xin chứ bò là rất là đẹp nha chú anh chị. Nó lâu lâu bắt được một con nha. Đây con kem này rất là hở nha, một cặp chỉ giá 37 triệu nha. Cô anh chị nào mà thấy em đưa cái giá bò hợp lý liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Giá 37 triệu. Rất là đẹp. Đây ba con này là 73 triệu anh chị. Em ơi sơ lược thì coi đi. 73 triệu, ăn rất là mạnh nè. Cái con kem ăn khủng thiệt. Em bắt về nó phải mệt, nó ăn ít chứ mà ăn khủng khiếp lắm. Như vậy đằng hai con nào ăn cắm đầu hết. Vậy em đây dùng em chứng cho ăn cỏ ăn gom. Em bán cái anh chị. Rồi, em bán đều từ cái móc bên đây anh chị. Từ cái móc con bò được con bò cái bên đây, con bò bê bên đây tới cái dải này là đó, cô chú chị xỏ sức mà lựa. Đây ba em xô ba con bộ năm con cái này đây, chỉ có 13 triệu rưỡi một con nha. Cô chú thì mình thì lựa nha.
Đây cặp này 27,5 triệu đây. Đó. Ba con này cũng là con này nhích hơn tí nha, bự hơn tí em cũng vẫn 13,5 triệu. Em bán xô. Năm con này anh chị, có chị nào có nhu cầu cứ lựa nha. Đây con ba bê này nha. Đây, em xô 6-5 con này nha anh chị. Đây 5 con này đây là 67,5 triệu anh chị. Đó anh chị nào mà có nhu cầu mà xài liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Em về rất quần rất là đông nha anh chị. Em cũng mong cô chú anh chị nào mà có điều kiện á mua bò liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Mấy con bò này hôm nay để nái rất là được anh chị. Đó, rất là đẹp. Đó cô anh chị nào mà có nhu cầu xài alo giùm em. Đó. Rất là đẹp luôn anh chị. Đây. Rất là to đây. Đó. Chuyện là thấy cái alo chạy bò thành chung giùm em nha. Chỉ 13,5 triệu một con nha. 5 con bò này là 67,500,000 anh chị. 67,500,000 con chị bò này cao hơn 1 mét trở lên đúng chị. Đây lưng đều hở hết nha, rất là hở lên chú anh chị. Đây rất là đẹp, ăn rất là mạnh nha chú anh chị. Em về nói chung còn hơi nhát bò nha, nói chung bò này ăn rất là mạnh nha chú anh chị. Đó, có chị nào thấy có nhu cầu xài liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Đây đây em tiếp tục cặp tới tơi chú anh chị. Cặp này tầm khoảng 7,5 tháng bò anh chị, cao cũng gần 1 mét 1,5 mét chú anh chị, 1 mét 1 anh chị. Chị nào có nhu cầu mà xài để nái bắt hai con bò cái này anh chị, rất là đẹp nha. Đây một cặp kem rất là đẹp nha anh chị. Vậy là có nhu cầu xài nha, cái liên hệ chạy bò thành chung như vậy. Cặp bò có giá tại chuồng em là 29,500,000 anh chị. Đây rất là đẹp. Chị nào mà có nhu cầu xài cứ liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha, rất là đẹp nha anh chị. Đây cặp bò này con cái này là có giá 16,5 triệu nha, rất là to luôn, sắc rất là lớn nha. Bò cao này cũng tầm 1,2 mét giật về, gần 1,2 mét giật về. Đó anh chị nào thấy mà cái giá bò em đưa hợp lý thì hãy chạy bò chung nha, rất là to nha anh chị. Đây đây cặp bò này giá tại chuồng em là 29,500,000, ba con này là giá là 13,5 triệu một con anh chị, đồng giá 13,5 triệu một con. 5 con là 67,500,000 anh chị. Đó, có chị nào có nhu cầu xài bò cứ liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Đó, bác rất là đông anh chị. Từ cái con kem bên đây. Đây, 1 2 3 4 5. Đây. Là con bò này anh chị. Đó. 5 con. Đó. Cho anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo chạy bò thành chung giùm em nha. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Có anh chị nào mà có nhu cầu xài alo giùm em nha. Kem rất là tốt anh chị. Đây rất là đẹp nha. Em về chuyến này cũng được 7, 1, 2, 4, 8 con này, 8 cái anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu xài liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Rất là bự nha. Em quay dần đầu cũng được tại nằm bên kia quay đầu. Dần đầu rất là đẹp nha anh chị. Vậy nào mà có nhu cầu xài alo giùm em nha. Đây. Rất là đông nha anh chị. Nói anh chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Em về lượng bò rất là đông nha. Đây. Chị nào có nhu cầu xài alo giùm em. Này, đủ khủ hết trơn này.